Xin chào tất cả các bạn. Mình Hồng Nguyên đây. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn bằng một video ngữ pháp mới. Video ngữ pháp thực chiến để tiếng Anh giao tiếp của các bạn thành công. English Business Success. Và ngày hôm nay mình sẽ tới với các bạn bài 11. Học cách sử dụng cấu trúc How long have you? Của thì hiện tại hoàn thành. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé. How long have you? Nghĩa là bao lâu bạn đã? Chúng ta hãy xét ví dụ này nhé. Hai người này, họ là một cặp vợ chồng các bạn. Người ta hỏi How long have you been married? Thế anh chị đã lập gia đình được bao lâu rồi? Dan và Kay lập gia đình rồi. Họ lập gia đình được 20 năm nay. Và ngày hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 20 của lễ cưới của họ. Và người ta hỏi họ rằng How long have they been married? Họ đã cưới nhau được bao lâu rồi? Và có người trả lời rằng They have been married for 20 years. Thì how long have you been married? Thì chúng ta nói rằng nè, hiện tại thì they are married, là họ kết hôn. Nhưng mà bây giờ nếu hỏi câu How long have they been married, tức là ngầm hiểu một điều rằng họ đã kết hôn được bao lâu rồi, và cái thời điểm mà họ kết hôn cho tới bây giờ, hiện tại là vẫn còn kết hôn, hiện tại vẫn là cặp vợ chồng nay mai và mai sau, thì họ muốn hỏi cái thời gian ở với nhau. Nếu mà trả lời they have been married for 20 years, họ đã kết hôn được 20 năm, người ta hiểu rằng là cái việc này kéo dài từ trong quá khứ tới hiện tại và tới tương lai, là thì hiện tại hoàn thành. Cho nên mình sử dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành. Ta xét ví dụ tiếp theo. Paul is in hospital. Hiện tại Paul ở trong bệnh viện. But how long has he been in hospital? Nhưng có người lại thắc mắc anh ấy ở trong bệnh viện bao lâu rồi, đã ở trong bệnh viện bao lâu rồi. Một cái sự việc mà xảy ra trong quá khứ, không biết là thời gian và lúc nào và thời điểm nào, nhưng mà giờ người ta muốn biết là anh ấy đã ở bao lâu rồi. Cho tới thời điểm này anh ấy vẫn còn ở này, và có thể mai mốt anh ấy vẫn có ở. Anh ấy ở bao lâu rồi? Đây là hiện tại các bạn. Hiện tại tức là anh ấy ở bệnh viện, nhưng mà how long has he been in hospital thì lại là hiện tại hoàn thành. Và có người trả lời rằng là anh ấy ở trong bệnh viện là kể từ thứ hai rồi này. He's been in hospital since Monday. À, vừa mới ở bệnh viện từ thứ hai cho tới giờ đấy. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành khi nói về điều gì đó xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục cho tới bây giờ. Thì mình vừa phân tích hai ví dụ xong. Một cặp vợ chồng đã kết hôn từ những năm tháng trước, và bây giờ người ta hỏi rằng họ kết hôn được bao lâu rồi. Một cái sự việc xảy ra trong quá khứ kéo dài tới hiện tại và tới bây giờ. Paul cũng ở trong bệnh viện và người ta muốn biết rằng anh ấy ở được bao lâu rồi. Cái sự việc này xảy ra từ trong quá khứ kéo dài cho tới hiện tại và tới bây giờ các bạn. Chúng ta hãy so sánh thì hiện tại và thì hiện tại hoàn thành nhé. We know each other very well. Chúng ta biết nhau thật là rõ. But we've known each other for a long time. Nhưng mà chúng ta đã biết nhau một thời gian rồi. Lại phải dùng ở thì hiện tại hoàn thành các bạn nhé. Câu trên nói tới sự thật hiển nhiên, chúng ta biết rõ, khá rõ về nhau. Nhưng mà câu dưới muốn biết rõ, câu dưới nhấn mạnh một điều là chúng ta đã biết nhau từ rất lâu, từ những năm sáng xa cũ cho tới hôm qua, hôm kia, hôm giờ. She's waiting for somebody. Cô ấy đang đợi ai đó đấy. But she's been waiting all morning. Cô ấy đã đợi mãi suốt từ sáng cho tới giờ. Thì mình phải dùng ở thì hiện tại hoàn thành. Do they have car? Mình muốn hỏi sự thực hiện nhiên anh ấy có xe, họ có xe hơi gì không? Họ có xe hơi không? Nhưng nếu như mình hỏi How long have they had the car? Thì câu này nó hiểu ngụ ý là họ đã có xe hơi rồi, và người này muốn biết khoảng thời gian người này, gia đình này sử dụng cái xe hơi này. Đối với thì hiện tại và hiện tại hoàn thành, mình cần phân biệt rõ ràng. Cũng là thì hiện tại, nếu như chữ theo sự hòa hợp về thì, nó có thể đi được với nhau. Ta nói từ trong quá khứ cho tới hiện tại, ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. We would know she's been waiting, but have they had? Ngụ ý trong quá khứ họ đã làm như thế rồi, cho tới bây giờ. Nhưng nếu như sử dụng hiện tại đơn, người ta chỉ nghĩ rằng ở ngay tại thời điểm này chúng ta biết nhau, cô ấy đang đợi ai đó.
và mình muốn hỏi người ta có cái gì không có hơi không. I've know, I've had, I've lived is the present perfect simple, là thì hiện tại hoàn thành với cấu trúc là chủ ngữ cộng với have hoặc là has cộng với động từ ở dạng quá khứ phân từ cột 3 trong cái bảng động từ bất quy tắc các bạn, bất quy tắc hoặc là có quy tắc các bạn nha. I've been doing, I've been living là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nhấn mạnh tới quá trình. When we ask or say how long, the continuous is more usual. Khi chúng ta hỏi how long thì người ta sẽ sử dụng thì hiện tại thì tiếp diễn nhiều hơn các bạn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhiều hơn. I've been learning English for 6 months. Tôi đã học tiếng Anh được 6 tháng nay. I've been running. It's been running since lunch time. Trời đã mưa kể từ lúc ăn trưa. Richard has been doing the same job for 20 years. Richard đã làm công việc này từ tầng 20 năm nay. How long have you been driving? Bạn lái xe được bao lâu rồi? Since I was 17. Từ khi tôi 17 tuổi. Hiện tại đơn và tiếp diễn, hiện tại và tiếp diễn. Ta để ý này, các động từ know và like, ví dụ như thế, thường không được sử dụng ở hiện tại tiếp diễn nha các bạn. Thường không được sử dụng ở hiện tại tiếp diễn. Ở thì tiếp diễn ví dụ như thêm in và nó hay là been knowing hoặc like là không được. Nó là thuộc về cái động từ chỉ tình thái á. Text verb. How long have you know Jen? Chứ how long have you know been knowing là không được. I have had these shoes for ages. Tôi sở hữu đôi giày này được nhiều năm nay. Chứ cũng không dùng ở tiếp diễn các bạn nha. Những cái động từ text verb, những động từ chỉ tình thái mình nêu ra đây sẽ không thường xuyên sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn hay hoàn thành thì hiện tại tiếp diễn hay là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nói chung á, là sẽ tránh sử dụng ở các thì tiếp diễn các bạn. Ví dụ như các từ like, thích, need, cần, prefer, thích, know, biết, realize, nhận thức, nhận ra, understand, hiểu, recognize, nhận diện, nhận ra, believe, tin, suppose, cho rằng, remember, nhớ, belong, thuộc về, fit, là phù hợp, content, chứ đừng consist. Content, consist, khăng khăng, seem, dường như, have, có nè. Có hai chị gái học có tóc dài tùy. Mình sang phần C. Tiếp theo của phần simple and continuous, hiện tại và tiếp diễn. You can use either the continuous or simple with live and work. Hai cái động từ này ta có thể dùng ở hiện tại đơn hoặc là tiếp diễn các bạn. Ví dụ Julia has been living for a long time, dùng ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Julia has lived for here for a long time, có thể dùng ở thì hiện tại hoàn thành. Hai cái động từ này có thể dùng ở thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. How long have you been working here? Thế anh đã làm liên tục ở đây bao lâu rồi? Nó có chữ liên tục vì nhấn mạnh quá trình mà. How long have you worked here? Bạn làm ở đây bao lâu? Dùng thì hiện tại hoàn thành nói tới kết quả là ở ngày qua tới giờ là bao lâu rồi. Nhưng mà chúng ta sử dụng have lived with always. Nhưng mà chúng ta sử dụng hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành. I've always lived in the country. Ở đây nói tới thái độ của người nói. Thái độ của người nói. Tùy theo thái độ của người nói, chúng ta không sử dụng là always been living in the country không? Không nói như thế. Đây chỉ là chỉ thái độ. À, tôi đã luôn sống ở quê hương của mình. I haven't chấm 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 và since for. Chúng ta nói I haven't done something since for. Tôi đã chưa làm cái này kể từ lúc nào đó, hoặc là tôi đã chưa làm cái này được mấy năm, được khoảng thời gian bao lâu. Ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. I haven't seen Tom since Monday. Khi mà nói tới since, ta cộng với mốc thời gian Monday, Tuesday, Wednesday, this week, this month, this year, next month, next week nha. Còn Sarah hasn't phone for ages. Sarah đã không gọi điện nhiều năm nay. For cộng với khoảng thời gian thực tế luôn, 20 năm, 30 năm, 10 năm hay là nhiều năm, bằng với the last time she phoned was ago, ages ago. Lần cuối cùng gọi điện là rất lâu rồi.
dụng làm bài tập các bạn. Which was with? Which? Từ nào đi với từ nào đây? Từ nào đi với cái này đấy? I hope Jessica is okay. Tôi hy vọng là Jessica ổn thỏa. Và câu tiếp theo của nó sẽ là: vì tôi không nhìn thấy cô ấy, không nghe ngóng gì cô ấy đã gì nhiều năm nay. I haven't heard from her for ages. The weather has been very dry recently. Thời tiết đã rất là khô hanh dạo gần đây. Và câu tiếp tục theo của nó sẽ là: we haven't had any rain for weeks. Chúng ta không có mưa đã vài tuần nay rồi. I prefer to travel by train if possible. Tôi thích đi du lịch bằng tàu hỏa nếu có thể. I haven't flown for a long time. Tôi đã không tham gia các chuyến bay nào một thời gian dài rồi. I'm hungry. Tôi đói bụng quá thôi. I haven't eaten anything all day. Tôi chưa ăn uống gì cả ngày nay. The room is really dirty. Phòng dơ bẩn quá đi mất thôi. It hasn't been cleaned for a while. Người ta hay là nó không được lau dọn, không ai lau dọn nó một thời gian rồi. How are you? Khỏe không? I haven't seen you since Sam's party. Tôi đã không gặp anh kể từ sinh nhật hay là bữa tiệc của bạn Sam. Rồi, như thế là mình đã hướng dẫn các bạn bài ngữ pháp so sánh giữa thì cách dùng của cấu trúc là how long have you. Các bạn hãy áp dụng và sử dụng cho hợp lý nhé. Và hãy ghi chú lại những cái điểm mà mình nhấn mạnh. Nếu các bạn hiểu rõ hơn thì hãy nhấn like và chia sẻ video này. Hoặc nếu các bạn không hiểu chỗ nào thì hãy inbox cho mình hướng dẫn thêm nhé.